Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dương Mịch kết hợp Hứa Khải có ồn ào như Triều Lê Dĩnh, Vương Nhất Bác. Đỉnh luật tình yêu 80/20 là phim đánh dấu màn hợp tác của Dương Mịch và Hứa Khải. Cặp đôi khiến người hâm mộ liên tưởng đến Triều Lê Dĩnh, Vương Nhất Bác. Dương Mịch và Hứa Khải tham gia phim Đỉnh luật tình yêu 80/20. Nữ diễn viên gây chú ý khi lần đầu đóng cùng đàn em kém 9 tuổi. Trong phim, Dương Mịch và bản diễn Hứa Khải là một cặp tình nhân nhiều duyên nợ. Vai diễn của Dương Mịch là Tần Thi, một nữ luật sư thành đạt và xinh đẹp, bị cha yêu cầu kết hôn khi đang tập trung phát triển sự nghiệp. Chính bởi vậy, cô đã nghĩ ra cách tự mình chọn một đối tượng kết hôn, lập hợp đồng hôn nhân để che mắt cha và những người thân. Hứa Khải và vai Dương Hoa, thiếu gia của tập đoàn đối thủ cũng đang bị mẹ sắp xếp hôn nhân. Tần Thi và Dương Hoa vô tình hai người xa lạ, trở thành vợ chồng. So với tuổi nghề, Hứa Khải hoàn toàn lép vế hơn so với Dương Mịch. Do đó, sự kết hợp giữa hai diễn viên khiến nhiều người hoài nghi về độ hợp ý và cân bằng trong diễn xuất. Ngoài ra, phim còn gặp áp lực khi khán giả nhận định nội dung không mới mẻ. Chính vì thế, để hâm nóng phim, thời gian qua, ekip gây chú ý khi để lộ những thông tin như phim giả tình thật giữa Hứa Khải, Dương Mịch nhằm gây chú ý. Mới đây, ekip sản xuất đã tung trailer đầu tiên của bộ phim với hàng loạt cảnh ôm hôn của hai diễn viên chính. Gần đây, truyền thông Hoa ngữ khẳng định Dương Mịch đang trở nên thân thiết với Hứa Khải sau khi đóng chung phim Định luật tình yêu 80/20. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây ra những tranh luận trái chiều. Thậm chí, nhiều người còn liên tưởng đến màn kết hợp trước đó của Triều Lê Dĩnh, Vương Nhất Bác. Bởi cặp đôi này cũng gây xôn xao trước phim, nhưng khi tác phẩm hữu phỉ của họ phát sóng lại không được đánh giá cao. Dương Mịch có đi lại vết xe đổ của Triệu Lê Dĩnh khi kết hợp với người trẻ. Dương Mịch được đánh giá là một trong những mỹ nhân đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vị thế của cô trong lĩnh vực phim ảnh là không nhỏ. Đặc biệt, Dương Mịch còn được mệnh danh là nữ hoàng rating khi sở hữu trong tay hàng loạt tác phẩm tỷ view. Để xứng với vị thế ngôi sao hạng A của showbiz, cô thường kén chọn khi kết hợp với các diễn viên mới. Tuy nhiên, lần trở lại này, việc đóng cặp với Hứa Khải được xem là bước thử nghiệm mạo hiểm của nữ diễn viên. Đỉnh luật tình yêu 80/20 được nhiều người đánh giá tốt khi sở hữu hai ngôi sao có ngoại hình nổi bật, dễ thu hút khán giả. Tuy nhiên, như đã nói trên, phim được làm theo mô típ cũ, thậm chí còn được nhận xét là lỗi thời nên gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Dương Mịch một lần nữa chọn không đúng vai, vì kiểu vai như vậy cô đã thể hiện trước đó trong dự án Người Đàm Phán nhưng cũng không mấy thành công. Ngoài ra, một đồng nghiệp khác cùng thời với cô là Triệu Lệ Dĩnh, dù trước đó từng rất thành công với loạt tác phẩm rating cao, tuy nhiên khi kết hợp với đàn em Vương Nhất Bác, một ngôi sao trẻ thì lại gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên cơ xương làm nghé, không phù hợp khi đóng với đàn em, thậm chí nội dung phim cũng không đột phát, cả hai tương tác thiếu ăn ý. Vậy nên khán giả lo lắng cho sự kết hợp lần này của Hứa Khải, Dương Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.